Yeah. rồi ok hy vọng hôm nay là với cách chơi như hôm qua thì mình sẽ vẫn tiếp tục là ăn được quả hũ hôm qua lổ được quả hũ cũng khá là mượt mái anh em ạ thì bây giờ là với cách chơi những cái bạn nào lần nào mà chưa biết ý, thì mình khuyên anh em nhé đừng vội vàng mà đi uh, cực nhiều làm gì cứ cực ở những cái số tiền nhỏ nhất anh em nhé và mình sẽ đã là vòng phòng cao thủ thì thấp nhất là mức cực là 50 k như anh em đã thấy đây thì mình sẽ test sau 3 lần mà không được gì bắt đầu là mình sẽ chơi nhanh anh em nhé và lúc đó là mình sẽ quay hàng tầm là hai ba lần ok mình quay liền liên tục luôn đó ui giỏi ơi cái gì thế này trời ơi cái này mà đúng ba lần mà quay nó bắt đầu là tăng tiền lên thì đúng quả hũ này là mắc một cái quy định đỉnh quy định luôn anh em ạ nhưng mà ngay lần đầu tiên mà được cái này thì cũng không vui cho lắm đâu vì thực sự ra là tôi không biết là anh em suy nghĩ như nào nhưng với tôi cái tâm lý mà khi mà quay hũ ấy, cứ một hai lần đầu tiên anh em thắng liên tục hoặc là lên combo liên tục thì tỷ lệ gãy của anh em khá cao đây này phát này anh em có thể thấy này còn lên quýt này trời ơi trời ơi trời ơi cũng không đam mê gì lắm đâu anh em ạ thôi hiện tại là bây giờ mình mình vẫn cứ test thôi anh em ạ ui bốn lần thắng là bốn luôn kìa rồi ơi đất hỡi ơi anh em ạ rồi ok lên phát bò lên nhưng mà nó thắng hiện tại giờ nó đang thắng gì là nó không đủ cái tiền mình mình vòng cực anh em ạ thế nó mới nhỏ nhưng không sai anh em ạ vẫn có vẫn vẫn có khả năng mình vẫn giật được cái hũ nha anh em nhé đó chứ anh em nhá tôi khuyên anh em là lên lên chơi uh, khoảng tầm là bốn lần bốn lần không được gì bắt đầu tăng vốn này sau cái lần adcutter này anh em quay thêm một lần nữa cho mình nếu mà nó không về anh em tăng vốn này ok này như này mình tăng là một phát này đó 500 trăm nghìn tăng lên một m anh em nhé, ok. thì nhiều bạn sẽ hỏi mình là tại sao <laughs> tại sao chơi uh, vốn như thế thì bắt đầu tự nhiên đột phát tăng lên uh, một m vì nó thật với anh em là chơi như thế thì cái tỷ lệ thắng của anh em nó sẽ cao hơn. thì bây giờ mình test cái vốn nhỏ rồi, thì bây giờ mình phải tăng cái số vốn mình đi anh em ạ à. đó làm thêm phát nữa lên phát này được 200 k. trời ơi lên combo đi combo 600 k rồi lên combo x3 đi không được anh em ạ. À. Rồi bây giờ mình đang âm mất khoảng tâm là 204 226k. Đó. Nào, lên phát nữa nào, lên. Rồi đấy, tôi bảo rồi mà. Tôi bảo rồi mà cái gì cũng không phải có phải test anh em ạ. À. Đấy, nó là như thế anh em ơi, tiếp tục lên combo nào. Ui rồi ôi. một cái đột. Một cái đột phá nữa thôi. Trời ơi. Là lên combo rồi anh em ạ. À. Rồi, sau ba phát nếu mà anh em thắng ba phát liên tục nha anh em nhé anh em hãy nhớ lên nhớ nhé kể cả mình tăng tiền mà tháng 3 phát lên liên tục như thế này thì mình cũng phải là dừng đi vốn nhỏ anh em ạ phát này tuy là nó không lên combo 3 x 4 hoặc là lên quýt hay như nào nhưng mà mình vẫn thắng được một một triệu chín anh em ạ anh em có thể nhìn thấy đây đó là ngon rồi anh em ạ bây giờ mình lời khoảng tầm là một triệu một trăm hai sáu nghìn bây giờ thì mình lại quay về cái mắng lợn đó anh em anh em phải lên nhớ một cái quy luật là quy luật bù trừ đó quy luật bù trừ là như thế nào mình sẽ giải thích cho anh em quy luật bù trừ đó khi mà anh em chơi ba lần test lần đầu tiên hoặc bốn lần test mà anh em không thắng cái gì ấy về mò hết đấy đó thì anh em nên nhớ là họ đang lợi mình là có một cửa đến ba cửa anh em mình thắng và anh em có thể thấy là mình đã thắng lại sau khi đó mình thắng lại đến ba đến bốn lần đó quay lần nào cũng thắng quay lần nào cũng được quay lần nào cũng được đó Thế anh em phải nhớ là khi mà mình thắng tầm là 3 đến 4 lần rồi thì mình lại lại trả ngược lại đó anh em hiểu ý của mình chưa lại trả ngược lại ở bên uh, bên kia đó thì mình mất mất cái số vốn nhỏ thôi đó quan trọng là anh em hiểu những kiến thức như này được thì anh em chơi quay hũ thì thực sự là ok anh em ạ và với cái chơi như thế này thì mình khuyên anh em là lên lên căn nhé chứ đừng vội vàng không nóng vội anh em đâu anh em ạ Tôi biết là những em chơi quay hũ là cứ quay ao ao quay ao ao cảm giác nó phiêu nó feel phiêu linh cực kỳ luôn đấy nhưng mà anh em hãy từ từ không việc gì phải vội cả đó mình chơi bài bản mình chơi lâu dài chứ phải là chơi có một lần xong là xóa áp được đâu đâu anh em đó những con cái app nào mà anh em chưa hiểu biết thì là dụ như những, những cái app khác tôi không biết nhưng mà đối với ca win với cái trò nổ hũ này thì giả dụ mình chỉ cho anh em anh em test được ok chẳng lẽ anh em chơi xong bắt đầu là mai anh em lại xóa luôn làm như chuyện đó luôn anh em đó rồi ok quay trở lại vấn đề chuyên môn đấy anh em ạ à, hơi hơi lòng vòng nhiều quá có bạn nhắn tin trên kênh youtube bảo là tôi là nói đạo lý ít thôi thì thực sự là nếu mà như thế thì cũng được thôi nhưng mà khi mà anh em chơi game ấy, anh em chưa hiểu biết gì ấy, thì thực sự là mình không không muốn để anh em bị mất tiền như thế anh em ạ à. thực sự nó không đáng anh em ơi tha anh em có kiến thức vàng rồi anh em chơi kiểu là xanh chín năm mươi còn ok đó chứ bạn bây giờ bạn bạn chơi mà bạn không hiểu biết gì tỷ lệ thua của bạn rất cao bây giờ các bạn tôi nói với anh em nhé bây giờ tôi sẽ chơi ở khoảng tầm là cái vốn 250 đi tôi cứ ô auto đi đó thì cái tỷ lệ nghĩa nghĩa là cái tỷ lệ mà so với cách chơi của tôi lần đầu tiên thì nó nghĩa là cái tỷ lệ nó sẽ không được thắng nhiều trừ cái trường hợp nó đỏ quá như phát này nổ hũ này đó như phát này nổ hũ này đó thì không tính anh em nhé đó thì anh bây giờ tôi cứ để tôi quay xem như nào để xem là xem là hôm nay là gọi như là thiên nhiên ưu đãi kẻ khù khờ đi phát này là một triệu tám này lên tiếp ôi oh, trời ơi phát đấy tăng mắc binh thì phải có phát này phát, phát, đấy được khoảng tầm 19 20 m không trời ơi lại lên tiếp anh em ạ à. trời ơi thiên nhiên ưu đãi kẻ khù khờ thất đấy anh em ơi có mỗi x2 có x3 luôn rồi tiếp tục nào lên nữa không rồi phát này thì được bao nhiêu 400 000 này Rồi tiếp tục anh em ạ à. Lên phát nữa 800 000 luôn anh em ơi Đột phá phát nữa này trời ơi Một mờ luôn Tiếp tục lũ rồi Trời 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 nhưng mà quan trọng nhất là anh em cũng phải nghĩa là chơi đúng bài gài đúng kiểu mình không thể chơi, chơi theo kiểu là hên xui được nghĩa là tất nhiên là anh em chơi cái cách đấy nó sẽ lỗ hũ được ngon đúng không lên 8 triệu đúng không nhưng mà anh em về bản chất là anh em vẫn đang chơi về cái gì hên xui nó tôi chơi theo cách có thể là um, nó có bài bản đó nhưng nó không nghĩa là nó cái tỷ lệ thu của tôi nó rất ít đó rất ít tất nhiên là ừ thì thôi có thể là cái đoạn cái video hôm nay tôi phải công nhận là số tôi đỏ thiên nhiên ưu đãi kẻ khủng khờ anh em ạ đó lên khoảng tầm là chín triệu hai rồi đó thấy không anh em nhưng mà chơi cái gì nó có bài bản nó sẽ ok hơn đúng không phát này tiếp tục này 100k này lên tiếp lên tiếp rồi phát này <laughs> Lên tiếp rồi ok Gần gỡ lại được rồi Thêm 25k nữa Không được anh em ạ à. Thua Rồi bây giờ tôi nghĩ đang nghĩ trường hợp là trượt dài này Trượt dài không không thắng này à, Rồi phát này lên khoảng tầm là 400k anh em ạ à. Tiếp tục nào Lên nữa không Nữa Đấy anh em thấy không Anh em thể nhìn thấy này Đây này Nó tụt xuống 7 triệu 6 này Tụt xuống 7 triệu 6 này ai à, chà lần này là quả quýt này lên 1 triệu hai này Không lên có bo anh em ạ à. Không lên có bo Rồi vừa lại lên 9 triệu đỉnh điểm nhá tí nữa sẽ tụt Rồi ok cũng không thể nào bạn nào mà tôi biết anh em chơi quay hũ cũng không thể nào bấm lì được đúng không cảm giác mẹ chơi đợi đợi từng vòng nó quay như quay sổ số, số ấy. anh em chơi cái kiểu này là chơi chơi chơi, phá anh em chơi phá thật sự luôn đó anh em nào chơi bộ về bộ môn về quay hũ anh em có thể là bình luận bên dưới nếu mà cứ bấm lì auto bốn năm mươi tần, anh em nghe giống kiểu phá không anh em đó chơi quay hũ là chơi như thế nào Chơi quay hũ là quay bấm từng cái một như kiểu lặn về sổ số, số ấy Đó, lặn về sổ số, số, số ấy Đấy, nó lên cảm giác nó ăn được quả hũ này Giả dụ lên combo x2 này, x3 này nó bắt đầu là nó, nó lên quả combo mắc bình nữa Đấy, giả dụ như này này Nó phiêu cực kỳ luôn, bấm từng cái từng cái một nó sướng như em ạ Đó, và và nói thật với anh em khi mà anh em chơi quay nổ hũ nhé Anh em hãy nhớ là Mình phải biết, biết điểm dừng nhé ạ có là dụ bây giờ tôi kéo lên một phát nhân tầm này chẳng hạn đi 10 triệu đi đó 10 triệu đi đó x2 số tiền đi nhưng mà chơi mình phải biết dừng đó đó mới là chiến thuật chứ không phải là tôi mang vào 5m tôi muốn đỏ quá tôi lại muốn lên 20m lên 20m rồi rồi tôi lại muốn lên 30m 40m thực sự là có voi đòi tiên lại có có tiền có hai có voi nói chung là nghĩa là có voi đòi hai bài trưng đó thế nên là anh em hãy lên nhớ là chơi cái gì cũng thế mình phải biết điểm dừng anh em nhé thì bây giờ là còn 31k bây giờ là chẳng lẽ mình đã làm thêm một tơn nữa thì nó giảm tiền và với cách chơi như thế thì không phải của mình nghĩa là làm sao mình không nên muốn là cách chơi là làm tròn tiền nghĩa là dụ đang 9 triệu mấy là dụ ai đấy nếu mà mình quay hai trăm rưỡi thì nó nếu trường hợp thắng không nói những trường hợp thua nó tụt xuống khoảng tầm là 9 triệu mấy thì lúc ấy 9 triệu mấy là mình lại muốn cố thêm thêm tròn mấy mờ đó từ lúc ấy đi trở đi nó sẽ gãy anh em ạ à. tất nhiên nó bị thế như thế tôi đã bị như thế các bạn chắc chắn là một trong những anh em xem clip đây sẽ có những người là làm tròn tiền kiểu đấy và đã bị gãy hết sạch được bạn thế nên mình khuyên anh em hãy lên dừng đúng lúc anh em nhé đó đừng lên cố làm gì mình còn chơi lâu dài anh em ạ à. hôm nay nhẹ tình cảm mình chốt lời được khoảng tầm 10 m thì mình sẽ rút ra hàng tầm 55 m anh em nhé và lần sau mình chơi tiếp rồi ok đăng ký rút tiền và nhiều khi anh em hỏi mình là tại sao không rút hết ra nói thẳng với anh em là tại vì mình lần sau mình vào mình chơi lên khoảng tầm lần lời khoảng tầm là 500 nghìn, 300 nghìn thì mình vẫn rút được tiền Nó không yêu cầu phòng cực anh em ạ à. Đó là cái chân này ấy. Mình chơi lâu dài có phải chơi là một lần thôi anh em Thế nên là mình lựa chọn cái chơi này anh em nhé Và video đến đây của mình là kết thúc Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo Và đừng quên bấm like, share kênh youtube Để ủng hộ mình nhiều thêm anh em nhé Xin chào và hẹn gặp lại Bye bye anh em Ok anh em nhé